Đừng quyến luyến những gì quý vị có ở đây. Sư phụ, có hai loại hạnh phúc. Hạnh phúc của thế gian này và hạnh phúc của cảnh giới khác. Tôi thích niềm hạnh phúc kia hơn. Hỏi, sau khi về nhà, chúng con có ở đó vĩnh viễn không? Tùy quý vị muốn ở hay không, quý vị có sự lựa chọn. Vì quý vị là linh hồn tự do, thí dụ, khi lên cảnh giới thứ ba, quý vị đã được tự do, quý vị có thể chọn làm công dân vĩnh viễn của cảnh giới thứ ba, nhưng cảnh giới thứ ba không tồn tại vĩnh viễn. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới tự do, đó cũng là cảnh giới tâm linh tự do, nhưng không được tạo ra để tồn tại vĩnh viễn. Cảnh giới thứ tư và thứ năm tồn tại vĩnh viễn. Từ cảnh giới thứ ba trở xuống có khi chấm dứt, nhưng một thời gian rất lâu, hàng tỷ ức năm. Giả sử cảnh giới thứ ba mà quý vị đang ở bị hủy diệt, quý vị có thể đến một hành tinh khác với đẳng cấp thứ ba, hoặc xuống một hành tinh khác ở đây, hoặc một địa cầu khác để phụng sự người khác, giúp một vị minh sư khác, hoặc nếu tôi ở đó quý vị giúp đỡ tôi, rồi quý vị lên cảnh giới thứ tư hoặc thứ năm, nơi đó vĩnh cửu, tùy quý vị chọn ở đó vĩnh viễn, hoặc đi bất cứ nơi nào mà quý vị muốn. Quý vị tự do, quý vị du hành hoặc ở nhà nếu muốn. Ở cảnh giới thứ tư, thứ năm hoặc thứ ba, lúc nào cũng có giảng kinh, khai thị, bao giờ cũng có điều để học hỏi. Lúc nào cũng có minh sư từ cảnh giới cao hơn đi ngang qua hoặc xuống đó để giảng dạy. Hoặc minh sư vừa vãng sinh từ hành tinh này được cử đến để giảng dạy ở nơi đó. Quý vị lúc nào cũng có việc để làm, mãi mãi thú vị. Quý vị sẽ không bao giờ có một giây nào buồn chán một khi cởi bỏ thân xác này và lên cảnh giới thứ ba hay cao hơn, không bao giờ buồn chán. Quý vị thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến buồn chán có nghĩa gì. Quý vị sẽ hạnh phúc hơn nơi đây cả triệu lần, hạnh phúc hơn giây phút vui sướng nhất trong cuộc đời quý vị tại đây. Hãy nhớ lại giây phút vui sướng nhất trong đời mình, rồi nhân hàng triệu lần nhiều hơn như vậy. Rồi quý vị mới có thể so sánh một chút về hạnh phúc ở trên đó. Cho nên, đa số các thiên nhân không muốn xuống đây. Trở lại thùng rác để làm gì? Họ vừa ra khỏi và được tắm rửa. Đối với họ, thế giới này giống như một thùng rác. Bất kỳ ai đến đây cũng là một sự hy sinh rất lớn, hoặc họ đến địa cầu này vì một mục đích cao thượng, hoặc để tìm một vị minh sư để thăng hoa, bằng không, không ai ở cảnh giới thứ ba. Ngay cả cảnh giới thứ hai cũng không muốn đến đây, thậm chí chúng sinh cảnh giới Atula cũng không muốn xuống đây, huống chi là cảnh giới thứ ba. Chúng sinh cảnh giới Atula nhìn xuống, trời ơi, họ ăn gì vậy, vân vân và vân vân. Chúng sinh Atula luôn nhìn xem chúng ta vì họ gần với chúng ta. Người láng giềng đang làm gì đó? Những gì chúng ta nghĩ là quan lạc ở đây, ăn uống và này kia đối với họ rất ghê tởm. Ngay cả chúng sinh Atula cũng không muốn đến đây. Nhớ không? Quý vị có nhớ mấy quyển sách nói về những người bị chết trong chốc lát và được lên cảnh giới Atula không? Họ không bao giờ muốn trở lại cho đến khi họ bị đá xuống đây vì họ còn nhiều việc để làm, vì thời điểm của họ chưa đến, vì khi đến đó quý vị cảm thấy khác hẳn. Ồ, đây mới thật sự là đời sống. Trần gian không phải là đời sống. Trần gian gần giống như địa ngục. Địa ngục
là sự đau khổ triền miên. Trên trần gian đôi khi đau khổ, đôi khi hạnh phúc, nhưng đa phần là đau khổ. Do đó, chúng sinh Atula không hiểu nổi chúng ta đang làm gì ở đây. Quý vị có hiểu ý tôi không? Nếu đã lên cảnh giới đó, họ không bao giờ muốn đi xuống. Nhưng đôi khi chúng sinh Atula phải đi xuống vì thời gian của họ đã hết. Nếu họ tốt, họ có thể được thanh lọc để lên cảnh giới thứ hai hoặc thứ ba. Nếu không tốt, họ phải trở lại trần gian hay thậm chí xuống địa ngục còn tùy. Tùy trường hợp, nếu địa ngục bắt được điểm yếu của họ, rồi dụ dỗ họ làm điều xấu, sau đó họ phải đi giống như chúng ta vậy. Có những người chết tạm thời và được đến cảnh giới Atula trong giây lát. Khi trở về trần gian, họ khóc suốt mấy tuần lễ vì họ phải sống trong thế giới này trong khi đã biết được một cảnh giới khác. Đó chỉ là cảnh giới Atula và họ chỉ là người bình thường, không phải là người tu hành cao. Họ khóc suốt mấy tuần lễ vì nhớ nơi đó đẹp đẽ, tự tại, hạnh phúc như thế nào. Còn ở đây thì đầy đau khổ. Trên đó không có gì giống như vậy. Cho nên đừng quyến luyến những gì quý vị có ở đây. Cứ chấp nhận những gì quý vị đang có. Ăn uống, hưởng thụ bất cứ gì. Nhưng cũng nên biết rằng đó không là gì cả so với những gì quý vị sẽ có. Đừng hy sinh những gì mình sẽ có cho những gì mình đang có. Đó là điều tôi muốn nói. Nếu quý vị bắt buộc phải có thì hãy có. Nhưng nếu cần phải hy sinh điều đó cho một điều gì khác trong tương lai thì hãy hy sinh, chứ không phải làm ngược lại. Đừng tự thuyết phục mình rằng mình cần cái này, cái kia để sống. Không có cái này mình không sống nổi. Đừng tự thuyết phục mình như vậy. Đừng nghe theo đầu óc hoặc những lời của ma dương.